Hãy thử tưởng tượng bạn đứng ở sân chơi cùng với 21 cầu thủ còn lại, nhưng cứ mỗi khi chạm bóng, những tiếng hú hú, khẹt khẹt, những quả chuối được ném xuống đất liên tục, bạn có thể chịu đựng bao lâu? Những kẻ trên khán đài không xem bạn là con người, họ muốn gửi đến thông điệp rằng mày chỉ là con vật chưa tiến hóa thôi, đừng hòa nhập với bọn tao. Đó là tình cảnh mà Vinicius Junior phải chịu đựng mỗi khi anh thi đấu tại Tây Ban Nha. Và điều này dày xéo sức chịu đựng của anh thật sự khủng khiếp. Trong buổi họp báo vào đêm 25 tháng 3, thay vì các câu hỏi về chuyên môn, Vinicius Junior lại được các nhà báo, phóng viên chất vấn về nạn phân biệt chủng tộc. Tiền đạo của Real Madrid được lời đã cởi mở tấm lòng. Anh đã bật khóc khi nói về vấn đề này. Xin lỗi, tôi chỉ muốn chơi bóng, làm những điều tốt nhất cho Real Madrid và gia đình của tôi. Tuyển thủ Brazil nói trong nước mắt. Tôi chỉ muốn chơi bóng nhưng thật sự khó để tiến về phía trước nếu mọi thứ vẫn cứ như thế này. Đã có lúc tôi thấy không muốn chơi bóng nữa. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc rời Tây Ban Nha, bởi vì nếu tôi rời Tây Ban Nha, tôi sẽ khiến cho những kẻ phân biệt chủng tộc vui mừng. Tôi sẽ không rời câu lạc bộ xuất sắc nhất thế giới. Những kẻ phân biệt chủng tộc chỉ là thiểu số. Tôi sẽ giữ vững lập trường và mạnh mẽ vì tôi biết ông Florentino Perez và cả câu lạc bộ Real luôn ủng hộ tôi. Tôi tìm thấy sức mạnh từ gia đình, từ những kẻ hay chà đạp tôi, vì tôi biết mình đến từ đâu, từ một nơi không có nhiều tương lai. Chỉ cần có mặt ở đây, tôi đã là người chiến thắng, bất kể thắng hay thua một trận đấu. Mới đây, Real Madrid đã đệ đơn khiếu nại lên cơ quan pháp luật Tây Ban Nha, cáo buộc người hâm mộ Atletico Madrid, Sevilla, Valencia và Barcelona khiến Vinicius Junior phải chịu những lời lăng mạ phân biệt chủng tộc. Vòng 35 La Liga, vì quá tức giận mà Vinicius đã bỏ ra ngoài, không thi đấu nữa vì liên tục bị cổ động viên Valencia gọi là khỉ. Phần thưởng của những kẻ phân biệt chủng tộc là tôi bị truất quyền thi đấu. Đó không phải là bóng đá, mà là La Liga. Đây không phải là lần đầu tiên, cũng không phải thứ hai hay thứ ba. Phân biệt chủng tộc là điều thường xuyên xảy ra ở La Liga. Ban tổ chức giải nghĩ đó là chuyện bình thường. Liên đoàn cũng vậy, và các câu lạc bộ đối thủ lại khuyến khích điều đó. Tôi rất tiếc, chức vô địch từng thuộc về Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Ngày nay thuộc về những kẻ phân biệt chủng tộc. Trong trận đấu này, Vinicius bị phân biệt chủng tộc nặng nề. Phút 73, các cổ động viên Valencia gọi tiền đạo người Brazil là con khỉ. Sau đó anh nói với trọng tài, tôi không muốn thi đấu nữa. Sau khi nhận lời xin lỗi từ ban tổ chức sân Mestalla và trọng tài, Vinicius trở lại thi đấu, nhưng một lần nữa vướng vào vụ ẩu đả với cầu thủ bên phía chủ nhà ở phút 90+3. Lần này, ngôi sao chạy cánh sinh năm 2000 đã phải nhận thẻ đỏ. Một quốc gia tươi đẹp đã chào đón tôi và tôi yêu quý Tây Ban Nha, nhưng họ lại để lại hình ảnh của đất nước gắn liền với sự phân biệt chủng tộc. Tôi xin lỗi người Tây Ban Nha, có thể họ không đồng ý, nhưng ngày nay ở Brazil, Tây Ban Nha được biết đến như một đất nước của những kẻ phân biệt chủng tộc. Và thật không may, đối với tôi, mọi thứ xảy ra hàng tuần. Tôi không có biện pháp nào để ngăn chặn, nhưng tôi mạnh mẽ và tôi sẽ đi đến cùng trong việc chống lại những kẻ phân biệt chủng tộc. Hiện tại, tất cả đang chờ kết quả. Tuy nhiên, nhiều khả năng những hành động này sẽ chẳng giải quyết được vấn đề khi cái thói phân biệt chủng tộc đã ăn vào máu của đám ngợm thượng đẳng này. Chúng tôi dùng từ ngợm bởi họ không xứng đáng là con người. Làm gì có ai là người mà lại đi phân biệt chủng tộc? Trên thực tế, Tây Ban Nha cùng với San Marino là hai quốc gia duy nhất trong Hội đồng châu Âu không có cơ quan giám sát vấn đề phân biệt chủng tộc độc lập cấp quốc gia. Nhưng vì La Liga có những cầu thủ nổi tiếng nên câu chuyện trở nên nóng hổi hơn nhiều. Ngày 25 tháng 2 năm 2006, trên sân La Romareda, trong cuộc chiến giữa Zaragoza với Barcelona, Samuel Eto'o dọa rời khỏi sân sau khi hứng chịu những lời lăng mạ phân biệt chủng tộc. Tôi không muốn thi đấu nữa. Ngày 25 tháng 5 năm 2023, sân Mestalla, Valencia, Vinicius Junior phải hứng chịu những lời lăng mạ phân biệt chủng tộc từ khán đài và dọa bỏ vào phòng thay đồ. Vẫn là chuyện cũ, họ gọi tôi là khỉ. Giữa Eto'o và Vinicius, 17 năm dài trôi qua, bóng đá Tây Ban Nha phát triển ở nhiều mặt, trừ một điều. Có những kẻ, dù chỉ là thiểu số, vẫn tiếp tục dùng màu da để sỉ nhục các cầu thủ. Xúc phạm mọi người vì màu da của họ là một xu hướng đang phát triển và sẽ không dừng lại cho đến khi nó bị xử phạt nghiêm khắc. Eto'o phản ứng năm 2006, có nhiều ví dụ trong những năm qua. Dani Alves, Iniesta Williams, Diakhaby, Acapo, Samuel Umtiti, Marcelo, Pape Diop, Paulão, Niom. Vào thời điểm đó, Zaragoza phải chịu khoản tiền phạt lớn nhất trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha cho vấn đề này, 9.000 euro. Một số tiền lố bịch như mô tả của Joseph Blatter, cựu chủ tịch FIFA. Chính Eto'o lúc đó đánh giá, phải mạnh tay chứ không thể chỉ bằng tiền. Chúng ta phải cùng nhau tìm giải pháp để xem liệu công lý bình thường có thể giúp được gì. Gần 20 năm trôi qua, mọi chuyện vẫn y nguyên. Khiếu nại đầu tiên để bảo vệ Vinicius được đưa ra sau trận El Clasico vào tháng 10 năm 2021 tại Camp Nou, được đệ trình vì cảnh sát không thể xác định được những kẻ tấn công. Nhiều tháng sau tại Mallorca, văn phòng công tố nhận được đơn khiếu nại vì những âm thanh được tạo ra tục tĩu, đê hèn, khó chịu và đáng tiếc, dường như không bao hàm được khía cạnh phạm tội được công nhận. Trận Derby Madrid hồi tháng 9 năm ngoái
là một bước ngoặt về tranh cãi nhắm vào Vini. Nhưng những lời lăng mạ phân biệt chủng tộc mà mọi người nghe thấy từ khán đài sân Wanda Metropolitano cũng không có kết quả vì không tích hợp tội chống lại nhân phẩm. Trận derby lại đến, lần này là biểu ngữ và hình nộm Vinicius trèo trên một cây cầu gần trung tâm thể thao Van de Bebas. Vụ việc hiện vẫn đang được điều tra bởi tòa án số 28 của Madrid, với 4 người trong độ tuổi trên dưới 20 tuổi vừa bị bắt giữ. Đầu tháng 2, trước khi cùng Real Madrid sang Maroc chinh phục FIFA Club World Cup, Vinicius trở lại Mallorca nên anh một lần nữa bị xúc phạm. Sau khiếu nại của La Liga tại tòa án Parma và tuyên bố của cầu thủ người Brazil, một trong những cổ động viên quá khích nhận mức phạt 4.000 euro và 12 tháng cấm tham gia các địa điểm thể thao, đồng thời rút thẻ vàng với hai người khác. Ở Tây Ban Nha, nơi có ít người da màu, vấn đề lại càng trở nên nhức nhối. Dù trên thực tế, Real Madrid có một danh sách dài những ngôi sao da màu gồm Rudiger, Alaba, Ferland Mendy, Camavinga, Tchouameni, Vinicius hay Rodrigo. Những cái tên này góp công lớn giúp Real Madrid thống trị bóng đá châu Âu nhiều năm qua. Khi nói đến một nền bóng đá hùng mạnh, cần bao hàm cả đội tuyển quốc gia và cấp câu lạc bộ. Tuyển Tây Ban Nha với những cầu thủ da trắng, gốc Latin, giàu chất kỹ thuật, từng thống trị World Cup cùng Euro. Nhưng nếu không có dàn sao da màu khoác áo Real Madrid và Barcelona, hào quang của La Liga sẽ không chói lọi đến thế. Và cả bóng đá Tây Ban Nha cũng không được vị nể đến thế. Sẽ thế nào nếu Vinicius đang phải rời khỏi Real Madrid vì nạn phân biệt chủng tộc? Càng cổ động viên Tây Ban Nha có thể bình tĩnh nghĩ về hậu quả với họ nếu những cầu thủ da màu lũ lượt rời bỏ La Liga. Khi đó, La Liga có thể văng khỏi top đầu của những giải bóng đá hấp dẫn nhất thế giới. Phải trả những cái giá như vậy, nạn phân biệt chủng tộc mới nhận ra được bài học đắt giá. Tuy nhiên, trước khi chờ mấy ông Tây Ban Nha cải thiện chính mình, thì người Brazil đã phải ra tay. Sau hàng loạt vụ phân biệt chủng tộc nhắm vào Vinicius, Brazil đang cân nhắc áp dụng điều luật đặc biệt với những kẻ tấn công tiền đạo Real Madrid. Bộ trưởng Tư pháp Brazil, Flavio Dino cho biết: "Chúng tôi đang nghiên cứu khả năng áp dụng quy định ngoài biên giới để bảo vệ Vinicius. Điều luật đặc biệt này cho phép áp dụng luật hình sự của Brazil với hành vi phạm tội với công dân Brazil, kể cả ở nước ngoài, trong các trường hợp ngoại lệ. Hy vọng rằng những động thái mạnh mẽ này sẽ giúp cho vấn nạn bẩn thỉu sớm biến mất khỏi thế giới."